quý vị đang theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà vườn hiện đại mái Nhật với chủ đầu tư là gia đình anh Nguyễn Văn Chiến ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Một lần nữa thì xin thay mặt cho tổng công ty xin gửi lời cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mark Home chúng tôi. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu vào giới thiệu mẫu nhà thì An sẽ như thường lệ thôi sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị về Mark Home, đặc biệt là cho những quý vị nào mà chúng ta vừa mới gọi là bắt gặp những video của Mark Home gần đây. Thì Mark Home là công ty thiết kế và thi công nhà ở trọn gói với nhiều chi nhánh trên khắp cả nước và xây dựng nhiều công trình trên khắp các tỉnh thành Bắc Trung Nam. Hiện tại thì quý vị có thể theo dõi Mark Home trên kênh YouTube là Mark Home với hơn 60.000 lượt đăng ký và gần 70.000 rồi nha quý vị. Cũng như là kênh Nhà đẹp Mark Home với hơn 1 triệu lượt đăng ký. Đây là hai kênh chính của chúng tôi là cầu nối với phải nói là rất là nhiều các khách hàng trong và ngoài nước trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì quý vị có thể tham khảo qua trang Facebook chính thức của công ty. Đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home với hơn 40.000 lượt like và vẫn đang tăng mỗi ngày nha quý vị. Và còn những trang khác như là Mark Home Nha Trang, Mark Home Thanh Hóa, Mark Home Sài Gòn, Mark Home Miền Nam v.v. Đây là những trang mà chúng tôi sẽ cập nhật theo từng khu vực. Nếu quý vị chúng ta ở tỉnh thành nào mà chúng ta thấy có Mark Home ở riêng tỉnh thành đó thì quý vị có thể like và quý vị có thể nhắn tin inbox trao đổi. Nếu quý vị có nhu cầu xây dựng nhà ở thì đội ngũ admin của trang Facebook sẽ trả lời và tư vấn cho quý vị nhé. Và trên những trang này thì chúng tôi liên tục cập nhật rất là nhiều mẫu nhà mới nè, những công trình hiện tại đang thi công cũng như là liên tục những chương trình khuyến mại quý vị ha. Và trong thời gian này thì thật sự là thời điểm dịch bệnh cho nên là Mark Home cũng nhận được rất là nhiều gọi là tin nhắn từ quý khách hàng khi mà có những quý khách hàng đã lên gọi là dự định là sẽ xây nhà trong năm nay thì không biết là mùa dịch thì Mark Home có triển khai được hay không. Thì một lần nữa An đã trả lời rất là nhiều lần nhưng mà bây giờ An xin nhắc lại đó chính là công ty của Mark Home vẫn sẽ triển khai thi công nhà ở được cho quý vị và chúng tôi sẽ triển khai là ký kết hợp đồng online. Còn ở những cái tỉnh thành thì thật sự là tình hình dịch bệnh ở mỗi tỉnh nó sẽ diễn biến khác nhau. Có những tỉnh thì hoàn toàn là ngưng hoạt động, ví dụ là ở thành phố Hồ Chí Minh là hiện tại là chưa mở cửa thoải mái, nhưng mà có những tỉnh thành khác thì cũng có những tỉnh là đã dần dần mở lại thì đã cho việc xây dựng. Cho nên là quý vị, nếu mà chúng ta ở những tỉnh thành đó chúng ta muốn xây dựng thì cứ liên hệ Mark Home. Ở mọi tỉnh thành chúng tôi đều sẽ có nhân viên để có thể đến hỗ trợ giám sát thi công công trình cho quý vị nhé. Và ngoài ra thì như ở trên trang bìa Facebook thì chúng tôi cũng đã có cập nhật rất là nhiều chương trình khuyến mãi trong thời gian này, như là giảm chi phí thiết kế nè, rồi rất là nhiều món quà tặng hấp dẫn, lên thậm chí là một xe SH nữa. Cho nên quý vị chúng ta có thể truy cập vào fanpage của Mark Home để mà chúng ta theo dõi kỹ hơn nhé. Rồi trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì Nhật An sẽ giới thiệu quý vị mẫu thiết kế của nhà anh Nguyễn Văn Chiến ở Duyên Hải, Trà Vinh. Đây là một mẫu nhà em phải nói là cho em cái cảm giác bạn nhìn, thật sự là em không biết phải diễn tả như thế nào. Em thấy nó đẹp một cách khá là giản dị nhưng mà đồng thời nó cũng khá là ấn tượng. Nó rất là lạ đúng không ạ? Vừa giản dị mà lại ấn tượng. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà anh Chiến qua những hình ảnh 3D. Đây là điều rất là thường tình thôi. Và điều đầu tiên khiến An cảm giác mà lúc nãy An nói là ấn tượng ngôi nhà này, đó chính là cái tông màu, gọi là tông màu của nó. Và quý vị có đoán được đây là tông màu gì không ạ? Đây là tông màu lạnh nha quý vị. Đó là cái tông xanh dương. Quý vị có thể thấy là từ phần mái nè, đến tường sơn nè và cả vân đá ốp tường luôn, đều là một cái màu xanh dương hết. Và theo phong thủy thì chúng ta sẽ phân tích theo góc nhìn phong thủy nhé. Thì một cái căn nhà mà màu xanh nó chiếm nhiều như nhà anh Chiến đây thì nó sẽ rất là hợp với những gia chủ có mệnh là mệnh thủy nha quý vị. Và một số năm sinh của mệnh thủy chúng ta có thể kể đến như là Bính Tý nào 1996 này là năm của Nhật An nhé, hay là một Đinh Sửu nào 1997, hay là năm Nhâm Tuất 1982, vân vân. Cho nên quý vị chúng ta có thể tham khảo những cái thầy phong thủy hoặc là chúng ta
Lên tra Google thì rất là dễ để chúng ta biết được là năm sinh của mình thì nó sẽ tương ứng với cái tuổi mệnh của mình là ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ, thì chúng ta sẽ thuộc mệnh nào nha quý vị. Chúng ta cứ lên tra cứu là chúng ta sẽ có ngay. Và bên cạnh cái màu xanh thì ngôi nhà này nó còn hợp với mệnh thủy nữa, là ở mảng tường sơn màu trắng và đá chẻ màu đen để ốp dưới chân tường cũng cực kỳ hợp luôn. Thứ nhất là cái màu đen, thì bên cạnh màu xanh và thì màu đen cũng là cái màu tượng trưng cho hành thủy, cho nên là nó hợp là đương nhiên rồi. Tuy nhiên màu trắng thì nó không phải là màu tượng trưng cho hành thủy, nhưng mà nó tượng trưng cho hành kim. Tuy nhiên theo quy luật gọi là tương xung và tương khắc của ngũ hành thì kim nó sẽ sinh thủy nha quý vị. Do đó màu trắng nó cũng sẽ mang đến những cái may mắn cho người mệnh thủy. Đó là cái điều mà em mới nói là kết luận là ngôi nhà này sẽ cực kỳ hợp với những gia chủ mệnh thủy nhé. Vậy thì câu hỏi đặt ra và em cũng đã từng nghe đó chính là nếu mà ngôi nhà chúng ta có rất là nhiều người, vậy thì chúng ta sẽ sơn màu nào đây? Không lẽ là năm người năm mệnh thì sơn năm màu đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn màu như thế nào? Thì câu trả lời em sẽ đưa ra ngay, đó chính là chúng ta sẽ ưu tiên màu sắc hợp mệnh với chủ nhà. Chủ nhà là cái người đại diện cho cả gia đình. Còn các thành viên khác thì để mà tốt cho phong thủy của mình thì có thể sơn cái phòng ngủ của chúng ta. Chúng ta sơn phòng ngủ của chúng ta là cái màu hợp với phong thủy của mình thì nó sẽ tốt nhất và nó không ảnh hưởng đến không gian chung. Do đó nếu gia chủ nào chúng ta quan tâm đến phong thủy thì chúng ta cần tham khảo trước những màu sắc phù hợp để chọn sơn ngôi nhà của mình nhé. Còn nếu như quý vị chúng ta không quan tâm phong thủy mà chúng ta quan tâm đến sở thích hay là cá tính của mình thích màu nào mình sơn màu cho nó hợp lý và nó đẹp thì vẫn được thôi. Nói chung là tùy theo nhu cầu của quý vị. Và hiện tại thì những cái gam màu mà hay được sử dụng nhất đó chính là gam màu trắng nè, xanh dương nè, màu ghi nè và màu nâu cà phê. Là bốn gam màu em phải nói là thời thượng hiện nay như quý vị thường rất là được ưa chuộng. Rồi đó là em đã bàn về việc lựa chọn màu sắc cho ngôi nhà một chút xíu. Bây giờ trở lại cái nhà anh Chiến thì có thể thấy là cách sử dụng vật liệu ngôi nhà được kiến trúc sư của chúng tôi sử dụng rất là hợp lý. Hợp lý như thế nào em sẽ phân tích ngay. Bây giờ mình sẽ phân tích đi từ trên cao đi xuống nha, để cho nhìn cho dễ. Thì đầu tiên là ở trên cao nhất phần mái Nhật thì chúng tôi dùng mái ngói Fuji màu xanh dương. Và ngói Fuji thì nó có trọng lượng nó sẽ siêu nhẹ nha quý vị. Nó giảm tới 40% trọng lượng so với ngói thông thường. Nên phần nào nó cũng giảm áp lực cho ngôi nhà và móng nhà của chúng ta. Và ngay mặt tiền nhà thì chúng tôi ốp đá màu xanh phân mây rất là đẹp mắt. Việc ốp đá cho mặt tiền như thế này bên cạnh tính thẩm mỹ, nó cũng giúp bảo vệ cho cái phần tường của mặt tiền chúng ta tránh khỏi cái việc nắng mưa gió bụi nhé. Và một cái điểm em cũng rất là thích ở cái phần gạch ốp như thế này, đó là gạch này nó rất là dễ lau chùi nha quý vị. Chúng ta không có sợ bị xuống màu như là tường sơn, cho nên chỉ cần một thời gian thì nếu mà quý vị cảm giác là nó hơi bám bụi hay là nó như thế nào thì quý vị chỉ cần một cái nước lau kính hoặc là nước tẩy rửa chuyên dụng, quý vị bỏ giúp An là 15 phút thôi. Chúng ta đứng trước cửa, chúng ta đứng trước cái mặt tiền nhà thế này, chúng ta xịt và chúng ta lau là bảo đảm mặt tiền chúng ta lại sáng bóng ngay. Đó là lý do mà mặt tiền mà ốp đá như thế này thì em thấy là nó sẽ giữ cho cái vẻ đẹp của mặt tiền của chúng ta được lâu bền hơn. Và tiếp theo thì nhìn khu vực sảnh chính là hai cục hiên, quý vị thấy không ạ? Thì ở dưới chân cột thì chúng tôi ốp gạch thẻ Inox Hall. Đây là loại gạch có chất liệu cứng, không bị mất màu theo thời gian, công nghệ mới nên chống rêu mốc rất là tốt. Và nếu quý vị theo dõi nhiều video của Mark Home thì chắc chắn là chúng ta đã quá quen với gạch Inox Hall đúng không ạ? Và vì nó tốt như vậy nên kiến trúc sư của chúng tôi thường sẽ sử dụng trong ngoại thất rất là nhiều. Và cuối cùng phần thấp nhất đó là chân tường nhà thì chúng tôi ốp đá chẻ màu đen bảo vệ phần tường giáp với phần sân bên dưới. Thật sự thì trong tất cả khu vực thì đây sẽ là cái khu vực mà nó dễ bị gọi là hư hại, bị tấn công nhất. Bởi vì thứ nhất đầu tiên là nó tiếp xúc với trực tiếp với cái nền nhà và nền đất ở dưới. Thứ hai là đây là nơi mà nếu mà mưa xuống rất là nhiều thì sẽ bị gọi là động nước quý vị, thì nó sẽ dễ bị nhất. Và em nghĩ là cái việc mà thấm nước vào cái mần tường của mình thì là một cái cơn ác mộng đối với tất cả những chủ nhà. Do đó chúng ta cần phải xử lý ngay từ ban đầu, đó là ốp đá chẻ là một cái phương thức rất là khôn ngoan. Nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho chúng ta sau này. Đây là điều quý vị nên cân nhắc cho ngôi nhà của mình nhé.
Còn Mahone chúng tôi thì gần như nhà nào thì chúng tôi cũng đều sẽ ốp ở đá dưới chân tường, cho nên sẽ không lo vấn đề thấm nước mưa nhé. Rồi vậy là sau khi đã chiêm ngưỡng xong vẻ đẹp căn nhà ảnh 3D thì bây giờ em sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong bằng cách chúng ta sẽ lật hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và đọc thôi. Đầu tiên thì như thường lệ, trang đầu tiên là giới thiệu những thông tin cần thiết, là chủ đầu tư anh Nguyễn Văn Chiến, còn địa chỉ căn nhà là ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ở bên dưới sẽ có người thực hiện, người kiểm duyệt và người phê duyệt thì không ai khác, đó chính là anh Lê Duy Tuấn, là giám đốc của Mahone. Người thực hiện và người kiểm duyệt thì sẽ có thay đổi tùy theo nơi ở quý vị, từng tỉnh chúng ta sẽ có những người khác nhau. Tuy nhiên thì trên khắp nước này, nói chung là liên quan đến Mahone thì lúc nào phê duyệt cuối cùng vẫn là anh Lê Duy Tuấn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến trang mục lục. Đừng bỏ qua trang này, bởi vì đọc nhiều hồ sơ sẽ thấy là trang này nó giúp quý vị tìm đến cái thông tin mà chúng ta cần thiết nhanh hơn rất là nhiều. Quý vị có thể thấy là hồ sơ của nhà anh Chiến là sẽ có 25 trang đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Và hôm nay bên cạnh bản vẽ chính thì An sẽ review thêm về mặt bằng lát sàn của nhà anh Chiến nha quý vị ơi. Bây giờ sẽ bắt đầu đọc những hồ sơ chính thôi. Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình. Phải nói là nhìn ranh giới khu đất thì sẽ thấy là căn nhà của anh Chiến nó nằm khá là gần với cái phần đường giao thông. Quý vị nhìn nè, từ mặt tiền nhà cho đến đường là chỉ có 3,5 m mà thôi, cũng khá là gần. Và một yếu tố cần quan tâm nữa đó chính là hướng nhà, thì chúng ta lại phải nhìn vào hoa tiêu và nhìn vào mặt tiền luôn. Chúng ta kết hợp điều mặt tiền và hoa tiêu để xác định là nhà anh Chiến là ở hướng Tây Bắc cho quý vị. Quý vị nhớ là chúng ta xác định đúng cái phần mặt tiền thì mới xác định được hướng nhà nhé. Kẻo lầm lẫn chúng ta chọn nhầm mặt bên hay là mặt sảnh phụ thì cái hướng đó nó không phải là hướng nhà của chúng ta. Tiếp theo thì sẽ đến một trong những bản vẽ An cho là quan trọng nhất. An luôn nói như vậy. Đó chính là mặt bằng bố trí nội thất. Và thông số đầu tiên khi chúng ta mở cái bản vẽ này lên mà phải nhìn ngay giúp An cho bất kỳ cái bản vẽ nào, đó chính là chiều dài và chiều rộng. Ở đây xác định được là nhà anh Chiến có chiều dài là 14,2 m và chiều rộng là 8 m. Tiếp theo thì phải tính diện tích sử dụng. Diện tích luôn cần quan tâm. Và tùy theo căn nhà thì chúng ta diện tích sử dụng nó sẽ có những sự biến đổi. Có những ngôi nhà nó rất là vuông vức, nó ngay cái hình chữ nhật luôn, thì chúng ta chỉ cần lấy dài nhân rộng mà thôi. Nhưng mà đa phần căn nhà chúng ta thì không đơn giản như vậy. Cho nên quý vị phải để ý giúp An là chúng ta tính những cái phần mà có tường bao nha quý vị nha. Hoặc là những cái phần mà nó dôi ra ngoài nhưng mà nó phải là có những cái phần cột nhé. Thì chúng ta mới tính là diện tích sử dụng. Thì ở đây nhà anh Chiến An tính được diện tích sử dụng của cả ngôi nhà là 120 m². 120 m² thì với một ngôi nhà một tầng thì diện tích này nó cũng đã đủ để chúng ta gọi là bài trí, bố trí công năng rồi đúng không ạ? Và cái này thì nó tùy thuộc vào số lượng thành viên cũng như là yêu cầu của từng gia chủ mà kiến trúc sư của Mahone chúng tôi sẽ đưa ra cái phương án phù hợp. Ở đây nhà anh Chiến thì sẽ có một phòng khách, một phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh thì có thể thấy lavabo nè, khu vực toilet cũng như là khu vực tắm được tách ra thành 3 khu vực riêng biệt, rất là tiện cho chúng ta trong việc sử dụng. Và ngôi nhà cũng có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối ra mặt bên nè và một lối cửa hậu. Quý vị nhìn giúp An là cửa chính và cửa hậu ở đây. Kiến trúc sư chúng tôi đã vẽ nó nằm lệch hẳn với nhau, nó không nằm trên một đường thẳng. Điều này nó sẽ đảm bảo là nó không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát trong phong thủy nhé. Và cái việc quan thông môn đó là hai cái cửa nó đối đầu trực diện với nhau, cho nên là nếu mà chúng ta muốn cái điều này tránh thì chúng ta phải thiết kế lệch giống như là nhà anh Chiến đây thì sẽ tránh được cái hiện tượng này, không có tốt với gia đình của mình nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát bản vẽ mặt đứng căn nhà. Một bản vẽ cũng quan trọng, gọi là không kém hơn mặt bằng. An sẽ chọn là mặt đứng trục CA, đây là hướng mặt tiền nhà. Cái hướng này thì đa phần thì nhìn đã đầy đủ nhất về vật liệu rồi, trừ khi mà quý vị có những cái, ví dụ là mặt bên chúng ta có thêm những cái dàn hoa như thế nào thì chúng ta mới đọc thêm cái phần mặt bên thôi. Còn bình thường á, nhìn mặt đứng là chúng ta đã thấy hết cái ngôi nhà rồi. Và nhìn vào đây thì sẽ thấy được thứ nhất là chiều cao của căn nhà. Nhà anh Chiến từ cốt 00 đến đỉnh mái là 6,9 m và chiều cao từ sân cho đến sàn nhà là 75 cm, tương ứng 5 bậc tam cấp thì mỗi bậc là 15 cm. Và cái 5 bậc tam cấp này thì An đã giải thích khá nhiều lần. Với những căn nhà mà một tầng nữa thì sử dụng 5 bậc tam cấp nó sẽ tốt hơn 3 bậc. Bởi vì sao?
nó sẽ giúp ngôi nhà chúng ta cảm giác nó cao hơn, nó bề thế hơn. Cũng như là khi mà mưa xuống, chúng ta sẽ không có sợ cái tình trạng là nước nó sẽ tràn vào bên trong nha quý vị. Đây cũng là cái ưu điểm của những cái tam cấp là sử dụng 5 bậc. Còn tiếp theo thì chiều cao từ sàn nhà cho đến sàn mái sẽ là 4,2m. Thông thường thì cái chiều cao này chúng ta hay gặp đó là 3,9m. Ở đây là 4,2m thì nó sẽ rất là, trần nó sẽ cao hơn và thoải mái hơn. Và gió khi mà nó gọi là thổi trong nhà chúng ta nó lưu thông, nó cũng mát mẻ hơn nha quý vị. Và điều thứ hai mà mặt đứng nó sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta, đó là về vật liệu sử dụng cũng như là màu sắc của tường sơn. Ở đây quý vị thấy bên dưới chúng tôi có ghi chú là 5 ô, tương ứng với 5 số luôn, là 5 loại khác nhau. Như là tường sơn màu xanh nè, ghi nè, sẫm màu nè, hay là tường vân đá nè, thể hiện rất là rõ nét luôn. Và quý vị, nếu mà chúng ta vẫn chưa mường tượng được rõ thì An sẽ chỉ quý vị một cái mẹo. Đó, chúng ta đọc cái chất liệu thì ở bên mặt đứng như thế này, nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta mở lại cái mặt bằng chúng ta xem, thì chúng ta sẽ nhận ra là à, thì ra cái khu này nó là chất liệu này. Nhờ cái cách đọc như vậy thì dần dần quý vị sẽ quen luôn, là chúng ta nhìn chúng ta có thể đoán được đó là chất liệu gì nhé. Và căn vào đây với những kích thước rõ trên bảng vẽ thì thợ xây sẽ đo đạc và thực hiện ngôi nhà quý vị một cách chính xác nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mặt cắt. Một cái bản vẽ gọi là khó nhìn nhưng mà không bao giờ được bỏ qua nhé quý vị. Ở đây thì An sẽ chọn mặt cắt BB, đây là hướng nhìn từ mặt bên. Nhìn vào đây thì như thường lệ quý vị sẽ thấy những chiếc cột hai bên nhà nè, rồi dầm nè. Như An nói, đây là những cái cấu kiện rất là quan trọng, không thể nào mà thiếu của bất kỳ một ngôi nhà nào. Và cũng như phần la phong thạch cao ốp trần nè quý vị. Quý vị thấy là phần la phong mà ốp gần hết cái nhà của chúng ta luôn. Thì trần thạch cao nó sẽ giúp ngôi nhà của anh Chiến nhìn hiện đại hơn. Và thạch cao nó cũng có một ưu điểm là chống cháy rất là tốt, cũng như nó khá là nhẹ. Cho nên chúng ta đặt trên phần trần không có sợ là cái việc mà nó sẽ kéo thì gọi là chì cái phần trần xuống nhé, bởi vì đây là vật liệu nhẹ. Bên cạnh đó, từ góc độ này thì chúng ta thấy được một chi tiết ở phần sàn mái. Quý vị nhìn giúp An là cái nơi mà nó hơi nhô lên một chút xíu mà chúng tôi ký hiệu kích thước rất là nhiều ở đó. Đó chính là giếng thâm mái nha quý vị. Và giếng thâm mái là gì? Nó sẽ có công dụng là giống như cái tên của nó, đó là nó giúp quý vị có thể lên mái đi, chúng ta bước lên trên đó. Có thể là nhiều nhà quý vị thì sẽ không bỏ trống cái phần mái đâu, mà họ sẽ sử dụng để như một cái nhà kho để chúng ta dự trữ đồ đạc. Đây cũng phần rất là hay. Quý vị lưu ý là nếu nhà chúng ta chỉ làm mái không mà không sử dụng cái sàn mái thế này thì nó sẽ nóng, rất là nóng nhé. Tiếp theo bản vẽ em muốn đọc ngày hôm nay, em đã nói bên trên, đó là mặt bằng lát sàn. Nhìn vào đây có thể thấy nhà anh Chiến đã ốp gạch granite, vân đá màu trắng kích thước là 800x800mm, ký hiệu số 1 cho những phòng chính như là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Ký hiệu số 2 là gạch ceramic chống trơn màu ghi sáng, kích thước 300x300m, được dùng cho nhà vệ sinh. Còn lại khu vực sảnh chính, sảnh phụ được ốp đá granite màu tối. Đây là sự sắp xếp rất là hợp lý của kiến trúc sư Mark Holm. Vì khu vực ngoài trời ốp đá màu tối thì có bụi hay mưa gió thì sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Còn bên trong nhà màu sáng thì diện tích nó sẽ nhìn rộng rãi, thoáng mát hơn. Và tiếp theo thì quý vị sẽ mở giúp An là hồ sơ kết cấu và chúng ta sẽ cùng xem mặt bằng móng của nhà anh Chiến nhé. Nhiên nói là móng là một phần rất là quan trọng, nó luôn giúp đảm bảo ngôi nhà chúng ta vững chắc. Ở đây dựa mặt móng thì chúng ta sẽ thấy được nhà anh Chiến sử dụng móng băng bê tông cốt thép. Móng băng nó giúp cho sự liên kết giữa tường và cột chắc chắn hơn theo phương thẳng đứng, làm giảm áp lực ở đáy móng, giúp truyền tải trọng của công trình xuống phía dưới đều hơn, thích hợp những nơi đất ổn định, cứng chắc, không có nhiều bung. Điều này quý vị hãy yên tâm là chúng tôi luôn có nhân viên xuống gọi là đo đạc diện tích đất cũng như là khảo sát địa chất trước khi mà chúng ta thiết kế nhà nhé. Và cuối cùng, một bản vẽ mà em muốn giới thiệu quý vị ngày hôm nay chính là bản vẽ mặt bằng ổ cắm, camera, internet ở hồ sơ điện nước của nhà anh Chiến. Và nhìn vào đây chúng ta thấy được cách phân bổ cũng như là vị trí và số lượng của ổ cắm cũng như đường dây cáp, internet và camera khắp căn nhà nhé. Nhìn sẽ thấy rất là rõ luôn nha quý vị, rất là dày đặc luôn. Và có một điều mà quý vị nhìn giúp An là có những cái chữ chúng ta ghi là H bằng 0,4m. Vậy thì đây là có nghĩa là gì? An đã giải thích rồi, nhưng bây giờ An sẽ nói lại cho những quý vị nào mà chúng ta chưa từng biết. Thì cái chữ H này, đây là chiều cao của ổ cắm so với sàn nhà. Còn chữ M đây là đơn vị mét. Tức là ở ngay cái vị trí H bằng 0,4m thì ở đó sẽ có một cái ổ cắm.
có chiều cao cách sàn nhà là 0,4m nha quý vị. Biết rồi sẽ thấy rất là dễ hiểu đúng không ạ? Và sau đây Nhật An xin giới thiệu với tất cả quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán có vai trò vô cùng quan trọng để chủ đầu tư nắm về chi phí xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng. Đối với tất cả quý khách hàng, Mắc Home cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như công tác chuẩn bị vật liệu thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí nhân công phần mái, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, v.v. Mắc Home đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là ngày hôm nay Nhật An đã review xong quý vị về nhà anh Chiến ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn quý vị chúng ta đọc về hộp số bản vẽ. Hy vọng rằng đây là những thông tin gọi là bổ ích cho tất cả quý vị. Và nếu quý vị chúng ta thấy ưng ý về mẫu thiết kế nhà của anh Chiến và chúng ta có mong muốn sở hữu một ngôi nhà như vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Home sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào!